Vâng, xin chào các anh chị, xin chào. Trong video bài học này thì tôi sẽ nói với các anh chị một số những cái quan điểm và một số những cái khái niệm lý thuyết về marketing. Hiện nay thì nhờ có internet phát triển và những cái quảng cáo trên mạng xã hội rất là phổ biến, cho nên nhiều người nghĩ rằng quảng cáo trực tuyến, nghĩ rằng là chạy quảng cáo hay làm sale hay chạy ad thì đã là làm marketing. Thì như thế đã đúng hay chưa? Thì đấy là lý do tại sao mà tôi đưa ra cái bài học này. Tức là tôi sẽ trả lời cho câu hỏi marketing là gì và làm marketing là làm gì nói chung, để cho các anh chị hiểu tổng thể, đúng không ạ? Thế thì ở đây thì các anh chị phải hiểu là marketing đầu tiên ấy, nó là một cái thuật ngữ của cái ngành kinh doanh, và trong cái tiếng Việt của chúng ta đang sử dụng cái từ marketing này theo cái từ gọi là từ mượn, chúng ta không dịch ra tiếng Việt. Vâng, chúng ta sử dụng từ mượn và giữ nguyên cái phiên âm của tiếng Anh, đúng không ạ? Và từ marketing, nếu mà chúng ta học tiếng Anh, chúng ta sẽ để ý nó sẽ là gồm của từ market cộng với đuôi ing. Ví dụ như là chúng ta nói là động từ run thì là chạy, đúng không ạ? Và running là đang chạy đó. Hay là động từ eat là ăn thì eating sẽ là đang ăn. Thế thì market là thị trường và marketing là làm thị trường. Thì các anh chị có thể hiểu nghĩa đen của từ marketing, có nghĩa là làm thị trường, là một cái cách hiểu nghĩa đúng của cái quan điểm về marketing. Chúng ta có thể hiểu nôm na đấy là chúng ta sẽ làm gì để bán được nhiều hàng, bán được nhiều sản phẩm, và sau này chúng ta có thể xây dựng được thương hiệu và tạo nên cái quá trình làm thị trường thành công, đúng không? Thì đấy là cái cách mà chúng ta cắt nghĩa của cái từ marketing. Thế còn theo giáo sư Philip Kotler, một người được mệnh danh là cha đẻ của ngành marketing hiện đại, thì ông cho rằng là marketing là một quá trình làm thỏa mãn khách hàng. Tôi xin nhắc lại là một quá trình, chứ nó không phải là một phần hay là một bước hay là một cái thao tác cụ thể. Đó, thế chúng ta hiểu quá trình tức là gì? Quá trình ở đây nó là một cái từ đầu cho đến cuối, và nó không đơn giản chỉ là một cái giải pháp cụ thể nào đó, mà nó sẽ tham gia và nó sẽ bao gồm rất nhiều các bước. Đấy, thí dụ như là từ nhà sản xuất cho đến nhà phân phối, cho đến nhà bán lẻ, cho đến người chăm sóc khách hàng, cho đến người giao hàng, các bộ phận nghiên cứu thị trường, bộ phận phát triển sản phẩm, mỗi một cái chủ thể sẽ tham gia vào một cái khâu, đúng không ạ? Hoặc là một vài khâu của một cái quá trình như vậy. Cái quá trình như vậy là cái quá trình chúng ta đều đang làm thỏa mãn khách hàng. Đó. Và vậy thì nếu mà một cái doanh nghiệp, hoặc là một cái cơ sở kinh doanh, hoặc một cái spa, một cái viện thẩm mỹ, hoặc một cái tổ chức, đúng không, mà bạn đang làm giám đốc điều hành, hay bạn đang làm startup, thì bạn cần phải hiểu rằng những cái công việc được gọi là marketing, tức là những công việc mà giúp cho việc bán hàng và giúp cho khách hàng được thỏa mãn hơn, thì đấy chính là cái công việc về marketing. Và theo cái quan điểm của ông Kotler thì ông đã có cái mô hình marketing 7P. Và trong bài học này thì tôi có thể giới thiệu với các bạn mô hình marketing 7P và mô hình marketing 10P trong cái video khóa học này. Và một cái quan điểm khác, tôi sẽ trích dẫn một cái quan điểm rất nổi tiếng của ngài Tổng thống Donald Trump. Các anh chị đừng nghĩ rằng là Donald Trump chỉ làm Tổng thống. Ông ta trước khi làm Tổng thống Mỹ thì ông ta là một cái nhà tỷ phú trong lĩnh vực xây dựng và trong ngành truyền thông. Bản thân ông ta sở hữu cái chương trình Miss Universe, đúng không ạ? Và đấy chính là lý do tại sao mà vợ ông ta chính là hoa hậu. Thế thì ông ấy cũng có những cái bộ sách, và không biết là ông ta viết hay là đội ngũ của ông ta viết, nhưng đều đứng tên là Trump University. Bộ sách Trump University của Donald Trump khá là hay. Tôi đã đọc một cái cuốn sách là Marketing 101 của Trump University. Và trong cuốn sách này thì ông có nói một cái quan điểm về marketing khá là hay. Đó là một cái quá trình làm vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Vâng, Donald Trump cho rằng marketing là những cái hoạt động cung ứng các giá trị và các giải pháp để vượt xa sự kỳ vọng của khách hàng. Vâng, và cái thuật ngữ mà tôi muốn nhấn mạnh ở đây đó chính là sự vượt xa sự kỳ vọng. Tức là như nào? Tôi lấy một cái ví dụ đơn giản, vì tôi là giảng viên đại học, đúng không? Sinh viên của tôi không ôn thi khi đi thi, và bạn ấy nghĩ mong muốn là được điểm 5 để qua môn. Thế nhưng mà không may rằng, đúng không ạ, anh ta đi thi, chị ta đi thi thì vì một lý do nào đó, đúng không ạ, và anh ta làm bài rất là tốt. Đấy, và anh ta được điểm 9. Và như vậy chúng ta có thể hiểu đấy là cái sự vượt xa sự kỳ vọng
của một cái bạn sinh viên không ôn thi, chỉ mong muốn được có điểm 5 thôi, nhưng mà có thể được điểm 8, điểm 9. Tất nhiên ta không nói đến cái chuyện gian lận hay không gian lận, đúng không ạ? Vâng, tôi đang nói đến một cái ví dụ để cho mọi người hiểu thế nào gọi là vượt xa sự kỳ vọng. Thế thì chúng ta đưa đến cho những khách hàng những cái trải nghiệm, những cái dịch vụ, những cái chất lượng, những cái thứ mà khách hàng chưa bao giờ nghĩ tới. Khách hàng không dám nghĩ tới, và khách hàng nghĩ tới nhưng mà nó không thể tới. Và đó chính là cách mà chúng ta sẽ làm marketing theo quan điểm của Donald Trump. Và đấy là lý do tại sao các tòa nhà của Donald Trump luôn luôn được bán giá cao, và các căn hộ của Donald Trump bán giá cao nhưng vẫn có đông khách hàng. Bởi vì ông luôn luôn làm vượt xa sự kỳ vọng. Vậy quan điểm của ông Kotler là một quá trình làm thỏa mãn. Thực ra làm thỏa mãn đã là tốt lắm rồi. Nhưng mà quan điểm của Donald Trump lại là gì? Là một chuỗi các hoạt động nhằm làm cho khách hàng vượt xa sự kỳ vọng. Đấy. Thế thì một cái quan điểm khác nữa, đấy là Hiệp hội Marketing Mỹ, gọi là AMA, đúng không? American Marketing Associate, hay là Association, này, viết tắt của chữ AMA, tức là Hiệp hội Marketing Mỹ, thì có đưa ra một cái thuật ngữ, đúng không ạ? Đây này, tôi sẽ đọc ở đây, là marketing là các hoạt động tập hợp các cái tổ chức và các quy trình cho việc sáng tạo, kết nối, truyền tải các thông điệp. Đấy, và trao đổi các yêu cầu có giá trị dành cho khách hàng, đối tác và rộng hơn nữa là cho xã hội. Đấy, thì đây là theo quan điểm của Hiệp hội Marketing Mỹ, để các bạn có thể hiểu thêm. Và thực tế hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều các quan điểm về marketing của các học giả, của các chuyên gia cũng như là của các tác giả, thì tôi cũng đã cố gắng là đưa rất là nhiều các cái quan điểm marketing trong cái cuốn sách này. Các bạn có thể tìm thêm cái cuốn sách này để các bạn đọc cũng rất là tốt. Và nếu như mà các bạn không mua được ở trên trang web hay Tiki thì các bạn liên hệ trực tiếp với tôi. Tôi sẽ cho nhân viên ship sách cho các anh chị, gửi tặng cho các anh chị. Một cuốn sách này nó cũng không đắt đâu ạ, chỉ khoảng 200 ngàn, hơn 200 ngàn thôi. Cũng rất là rẻ, một cái cuốn sách rất là dày dặn và có lượng kiến thức rất là lớn. Đó. Thế thì marketing là một cái quá trình mà một hãng tìm kiếm lợi nhuận nhờ cái quá trình chuyển đổi từ nhu cầu của khách hàng thành doanh thu. Đấy là một cái quan điểm khác nữa. Hay là một cái quan điểm tiếp theo, đấy là marketing là một cái quá trình xây dựng thương hiệu của bạn, thuyết phục với mọi người rằng thương hiệu hay sản phẩm hay dịch vụ hay là công ty của bạn là tốt nhất, là phù hợp nhất với một tập khách hàng mục tiêu. Đồng thời bạn ra sức bảo vệ và củng cố mối quan hệ giữa khách hàng và thương hiệu mà bạn đã dày công xây dựng. Một cái quan điểm số 3 tôi muốn nói thêm, đấy là gì? Marketing là một quá trình đáp ứng cái nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng. Vâng, nhu cầu và mong muốn của người tiêu dùng, đáp ứng những cái thuật ngữ như vậy nó khá là tương đồng với nhau, đúng không ạ? Quan điểm thứ tư là marketing là một quá trình tạo ra những trải nghiệm không thể cưỡng lại. Vâng, tiếng Anh người ta gọi là unstoppable, không thể dừng lại được, không thể cưỡng lại được. Và rất là tuyệt vời cái từ tiếng Anh mà tôi dịch từ cái từ gốc nó ra rất là hay. Và không thể từ chối, đúng không ạ? Không thể chối từ, và kết nối với từng trải nghiệm cá nhân, tạo ra những mong muốn để chia sẻ với người khác. Đấy cũng là một quá trình làm marketing. Hay là marketing là một quá trình tạo ra những cái câu chuyện để thu hút khách hàng, đối tác, nhà cung cấp, nhà đầu tư, nhân viên, hoặc là bất kỳ ai mà công ty bạn muốn tương tác. Trong chúng ta đang sống trong một cái xã hội đầy tương tác, đúng không ạ? Tương tác qua mạng xã hội, tương tác qua các cái trang tin, trang web, vân vân. Hay là marketing là một cái mối quan hệ, đúng không ạ, giữa khách hàng với các sản phẩm, thương hiệu, doanh nghiệp của bạn, và làm cho khách hàng thích cái sản phẩm của chúng ta và trải nghiệm cái sản phẩm của chúng ta. Đấy. Hoặc là một cái quan điểm nữa là gì? Marketing là một quá trình trợ giúp cho mọi người mua sản phẩm hoặc là dịch vụ từ doanh nghiệp của bạn. Hay là gì ạ? Marketing là một quá trình thấu hiểu khách hàng, và marketing là mọi thứ. Tiếng Anh nó gọi là marketing is everything. Marketing là mọi thứ. Tôi thấy cũng rất là thú vị, đúng không ạ? Thì đấy là một số những cái quan điểm mà tôi chia sẻ với các bạn, để các bạn hình dung ra thế nào là làm marketing. Cho nên là gì? Các anh chị, có những người nói với tôi là công ty anh chị bán hàng rất là tốt nhưng mà không làm marketing. Thì tôi cho rằng đấy là một cái cách hiểu sai về marketing. Đã bán hàng tốt tức là bạn đang làm marketing rất tốt rồi. Có thể các anh chị chưa làm quảng cáo trực tuyến, có thể các anh chị không xuất hiện làm PR, có thể các anh chị không làm website, chứ không phải các anh chị không làm marketing. Bởi vì khách hàng đã mua hàng, khách hàng mua liên tục, khách hàng thỏa mãn với cái sản phẩm, thỏa mãn với chính sách bán hàng của mình, thì đấy chính là quá trình làm marketing rồi. Ok,
tôi muốn đưa những cái quan điểm như này để cho các anh chị và các bạn hiểu đúng thế nào là về marketing. Và những người làm marketing cũng đừng vỗ ngực tôi là marketer, tôi là người làm marketing. Khi mà tôi chỉ chạy ad hay là khi tôi chỉ làm bóp bài trên Facebook, không phải. Tôi chỉ tham gia vào một cái phần rất nhỏ của quá trình làm marketing thôi, đúng không ạ? Và nó chia thành một cái quá trình rất là dài và chia theo các chữ P thì cũng rất là nhiều. Thì tôi sẽ nói thêm những cái sự tiến hóa và các cái mô hình marketing mix mà ngài Philip Kotler ngài có chia sẻ với các anh chị và các bạn, và tôi sẽ truyền tải lại cho các anh chị và các bạn trong video bài học tiếp theo. Ok, bài học này chúng ta chỉ dừng lại ở phần là marketing là gì và các quan điểm marketing hiện đại để chúng ta hiểu đúng, hiểu rõ, hiểu sâu về bản chất của nó. Ok, rồi xin cảm ơn các anh chị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị trong bài học tiếp theo.